Nên anh Tuệ xin được việc làm rồi hả chị? Bỏ đi cả đêm qua. Cái gì? Anh chị cãi nhau đấy hả? Chị không nghĩ là anh ấy xách vali đi nhanh như thế. Bình thường anh chỉ dỗi một tí thôi là về. Ai ngồi đi cả đêm không đi đâu. Lại liên quan đến anh Chí chứ gì? Thì qua bác ấy về, bác mua trong cháu mua kẹo cho cái mầm. Nhưng mà chị cũng thích con bé ăn đồ ngọt. Ngay trước mặt anh Chí luôn. Chị đúng là hết thuốc chữa rồi chị ạ. Nhưng mà chị có làm gì sai đâu. Bác ấy về đột xuất không báo trước. Với lại bây giờ bác ấy không ở trong nhà nữa. Thì kể cả là chị có đối đãi với bác ấy như khách thì cũng được chứ làm sao. Dù cho là người ta không ở nhà thật đi chăng nữa, nhưng mà về mặt pháp luật hay là về tình cảm thì đấy cũng vẫn là nhà của người ta cơ mà. Người ta về lúc nào mà chẳng được. Chị sai rồi đấy. Trong cái chuyện này chị không đúng một tí nào luôn. Em muốn bênh cũng không thể bênh nổi. Sao dạo này chị thấy em cứ quay xe nhanh thế nào nhở? Em cứ bênh bác Chí chằm chặp ấy. Hay là cùng khu trọ nên... Em biết. Em nói thẳng thắn như vậy chắc chắn là chị sẽ không vui. Nhưng mà tính cách em từ trước giờ đều như vậy rồi. Cứ thẳng cho dễ sống. Chị đừng có quàng xiên sang chuyện khác. Đêm qua anh ở đâu mà không về nhà? Nhà chứ có phải nhà trọ đâu mà thích đi thì đi, thích về thì về. Vợ chồng mày lục đục với tao, mày nghĩ tao vui không? Vấn đề là không phải vì anh. Vợ chồng em bất đồng về quan điểm sống thôi. Thế cứ bất đồng quan điểm mà đi à? Đi này thì có nghĩ đến cái mầm không? Tao không làm sao cả, nhá. Không có chạnh lòng hay là buồn hay nghĩ ngợi cái gì hết. Lão cũng lo cho anh như cái thằng trẻ con ấy. Em muốn anh sống tốt cuộc đời của anh thôi mà. Mày sống tốt cuộc đời của mày đi đã. Biết thế nó mất xác bên kia cho nó nhanh. Phủ vui mồm anh đi. Toàn nói linh tinh rồi. Con sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua một cái máy bay thật to để chở cả nhà đi khắp nơi luôn. Khắp nơi luôn. Chị để em làm cho. Xong chị gọi điện cho anh Tuệ đi. Nói chuyện cho nó rõ ràng. Vợ chồng ở với nhau 10 năm rồi, chả lẽ cái chuyện còn con thế lại không giải quyết được. Nhắn tin còn chẳng trả lời, gọi làm sao được. Ô, bác. Cô. Bác qua có việc gì không ạ? Anh nói chuyện với cô một lúc. Vâng. Tệ nó đang cho anh. Vâng. Em cũng đoán thế. Chứ nhà em thì còn chỗ nào để đi được đâu bác. Anh xin lỗi cô. Mọi chuyện là do anh. Vì anh mà hai đứa chúng mày như thế này. Thật ra thì... Từ bé đến giờ, thằng Tuệ nó cứ nghĩ nó nợ anh. Nhờ có anh nó mới có ngày hôm nay. Nên nó đòi hỏi cô hơi nhiều. Bác ạ, em nghĩ là cũng do vợ chồng em chưa hiểu nhau thôi. Chứ không phải lỗi hoàn toàn là do bác đâu ạ. Anh cảm ơn.
Anh chẳng mong gì hơn, chỉ mong hai đứa chúng mày hạnh phúc. Anh đứng ngoài cũng được, không sao cả. Thôi anh về này. Bác về ạ.